của lớp rồi. Hôm nay lớp mình sẽ học bài tiếp theo, đó là Để nhớ một thời ta đã yêu. À, bài hát hay lắm các bạn. Và bây giờ bài này chúng ta sẽ chơi ở, có thể chơi nhiều điệu các bạn. Có thể các bạn chơi điệu bóp cũng được, rumba cũng nhanh cũng được, bossa cũng được. Trung bình thì các bạn chơi tempo khoảng 100. Ở đây mình hướng dẫn các bạn trên điệu bossa, nghe nó tươi tí xíu. À, tempo của mình hướng dẫn các bạn tăng nhanh hơn xíu, 105 cho nó nhanh tí xíu, cho nó tươi hơn. Rồi, những tiếng ở cần thiết cho bài này thì các bạn có thể chơi ở tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng guitar và tiếng piano. À, các bạn chú ý nếu như bạn các bạn nào có cái sở hữu cái bộ dữ liệu của Trần Khánh rồi á, thì và xong lơ thì trong năm nó nằm trong cái điệu Poslova này, nó có cái bốn tiếng đó nó nằm trên bộ Quanta Sixteen luôn á. À, thằng Khánh này có lưu vào rồi đó, các bạn cứ lấy bốn tiếng đó mình sử dụng trong bài này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài luôn. À, bài này ở trong đô thứ các bạn, nam hát đô thứ. Nếu như các bạn chơi la thứ thì chúng ta sẽ trên bốc lên là cộng 3. Rồi ra cái tầm đô thứ, mình sẽ hướng dẫn các bạn trên la thứ nha. Rồi bây giờ các bạn nghe intro trước nè. Nó sẽ có hai tiếng, phần intro nó có hai tiếng, đó là tiếng guitar và tiếng kèn. Các bạn nghe intro thử ha. Đó là phần intro các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái tiếng guitar trước. Mình sẽ chỉ các bạn cái phần bè luôn các bạn. Nó nghe nó hay hơn, nó dày hơn, âm thanh nó hay hơn. Mà nghe mình âm nhạc nghe nó rò hơn tí xíu rồi. Nó có bè nó rò hơn. Rồi các bạn nghe thử nha. Thường thường giai điệu chính của nó là do si si la, tiếng guitar các bạn. Do si si la. Nhưng mà chúng ta sẽ bè và cái nốt bè vô là mi re re do. Thì nó sẽ ra giai điệu như thế này các bạn. Và ngón chúng ta sẽ đi là như thế này. Đô si si là, đô mi nhấn cùng một lúc, rồi si rê nhấn cùng một lúc. Ngón các bạn, bạn nhìn ngón tay của mình nha, út ngón giữa, rồi nè, đô đô mi nhấn cùng lúc, rồi si rê nhấn cùng một lúc, rồi la đô nhấn cùng một lúc ngón ha, theo thứ tự nè. Đó, đã các bạn nhìn kỹ nha. Đô si si là, cái phần bè bên đây là mi rê rê đô. Cái phần bè là mi rê rê đô, còn giai điệu chính là đô si si là. Chúng ta sẽ chồng lên cái giai điệu như này, đô si si là. Nếu là mà cảm thấy bè quá thì chúng ta sẽ đờn nốt là đô si si là được rồi. Cho nên chúng ta bỏ hòm âm la thứ. Tiếp tục các bạn. À, nếu mà giai điệu đơn đó là rê đô đô si, chúng ta bè vào phần này á là fa mi mi rê. À, chúng ta chồng lên là như thế này, ngón như thế này các bạn, rê phá nhấn cùng một lúc ngón. Các bạn cứ nhìn màn hình ha. Rồi rê phá nè, rồi đô mí nè, ngón nè ha. Rồi rồi si rê đó, là sẽ bấm giai điệu này đó. Giai điệu chính của nó vẫn là rê đô đô xì, bè nó là fa mi mi rê. Rồi nó ra như thế này. À, vị trí ngón tay nha, đây rồi tới đây rồi tới hai con này, ok ha. Rồi lại cái phần này ha. Đó là như vậy. À, cái chỗ thần thứ hai thì chúng ta bỏ âm sơn trưởng ở chỗ này, rê đô đô xì, bỏ âm sơn trưởng chỗ này. Rồi qua cái tiếp theo, chúng ta cái câu tiếp theo là chúng ta sẽ đánh lại giống cái câu này luôn nè, có nghĩa là rê đô đô xì, chỗ này chúng ta bỏ pha trưởng ha. Rồi có nghĩa chúng ta lặp lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh một câu là đô rê mi, đô rê mi, nhưng mà ta xuất bài vô là mi pha sơn, thì chúng ta bỏ vô lên sẽ ra như tiếng này các bạn. Mi pha son, ngón này các bạn, đồ re mi nè, bè mi vô nè, re mình sẽ bọc bè pha vô nè, mi mình sẽ bè son nè, đó là ngón như vậy ha. Hơi khó tí xíu, chịu khó nè. Rồi phần bè này như sau. Cái do re mi cho đó chúng ta bỏ mi bè cho đó ha. Rồi cái đó phần nghĩa người ta phần bè. Nếu các bạn không làm phần bè được, chúng ta sẽ đi giai điệu đơn như thế này. Do si si la, re do do si, re do do si, do re mi. Vậy được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
ta đổ tiếng kèn không cần bè nữa. Nốt là fa mi mi re, fa mi mi re. Bỏ đề thi chỗ này, fa mi mi re, bỏ đề thi chỗ này ha, tiếp tục. Mi re re đô, mi re re đô, bỏ đồ trưởng chỗ này. Rồi. Không bỏ bỏ pha trưởng chỗ này cũng được. Mi re re đô. Rồi xong tức mi re đô đô đô. Mi dưới đây các bạn, rồi re đô 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 ba nốt đô. Rồi tiếp tục re si. Re si chỗ này chúng ta sẽ bỏ mi 7. Ok ha. Rồi cái chỗ này fa mi mi re. Cái thứ nè, mi re re đô bỏ pha trưởng nè. Không đô trưởng gì cũng được. Rồi mi dưới đây các, mi re đô 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 re si, chỗ này chúng ta bỏ mi 7. Rồi tiếng kèn là như thế này các bạn. Fa mi mi re. Mi re re đô. Cái phần đầu intro, làm lại phần intro nha. Kèn fa mi mi re. Ok. Mi re re đô. Re đô 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 re si. Rồi, vậy là xong phần intro. Ok, rồi chúng ta sẽ vô bài luôn ha. Nhanh gọn cho các bạn luôn. Mất thời gian. Rồi, đoạn A ha. Mì mí đê đô mi. Dí nốt vào mì mí. Mì mí khác nhau các bạn. Mì mí rê đô mi. Bỏ là thứ chỗ này. Rồi đô si là đô. Đô si là đô pha trưởng. Rồi tiếp tục đô đô là pha mì. Đô đô là pha mì. Chỗ này chúng ta bỏ trở lại là thứ. Rồi đọc lại câu này. Mi mi re đô mi là thứ. Đô si là đô pha trưởng. Đô đô là pha mi. Rồi xong. Tiếp tục câu thứ hai. Mi fa mi re fa. Mi fa mi re fa. Mi fa mi re fa. Rồi mi dưới đây mà fa trên đây là mi fa mi re fa. Bỏ re thứ chỗ này. Re đô si si. Rê đô si si, bỏ xoành trưởng chỗ này các bạn. Si. Rồi si. Rê đô si si. Si son fa re mi. Si son fa re mi. Si son fa re mi. Chỗ này chúng ta bỏ hòm âm đô trưởng. Rê đô si si. Rồi đọc lại câu thứ hai nè. Mi fa mi re fa. Chỗ này bỏ re thứ. Rê đô si si. Bỏ xoành trưởng chỗ này. Rồi si son fa re mi. Bỏ đường trưởng chỗ này. Rồi tiếp tục. Bạn nào viết không kịp chúng ta sẽ bấm pause video để rồi viết xong rồi bạn viết tiếp nha. Rồi tiếp tục câu thứ ba. Mi ở trên đây. Mi đô si là đô. Mi đô si là đô. Bỏ là thứ chỗ này. Mi đô si là đô. Si si đô rê phà. Si si đô rê phà. Chỗ này chúng ta sẽ bỏ rê thứ. Si si đô rê phà. Tiếp tục. Mi si la son si. Mi si la son si son thang. Mi mi si la son si. Bỏ mi 7 chỗ này. Son son la si mi. Vẫn là son thang các bạn. Son son la si mi. Bỏ là thứ chỗ này. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục nha. Mi đô là la son fa. Mi đô là la khác nhau. Mi đô là la son fa. Chỗ này chúng ta bỏ pha trưởng. Rồi mi si. Mi si. Si đô si la si. Bỏ mi 7 chỗ này. Rồi bây giờ đọc lại đoạn A nha. Từ đây nè. Mi mi re đô mi là thứ. Đô si là đô pha trưởng. Đô đô là pha mi là thứ. Rồi tiếp tục. Mi fa mi re fa. Re thứ. Re đô si si. Son trưởng. Si son fa re mi đô trưởng.
trướng. Tiếp tục. Mi đô si la đô là thứ, si si đô rê phà. Chỗ này rê thứ. Mi si la son si. Chỗ này mi si la son si, chỗ này bỏ mi bảy. Son son la si mi. Trở về la thứ. Mi đô là la. Son pha pha trưởng. Mi si. Chỗ này mi bảy. Si đô si la si. Ok, rồi vậy là đoạn A. Và đoạn B, các bạn chú ý nè, đoạn B nó giống như đoạn A luôn, nhưng mà nó khác cái câu cuối cùng. Thay vì cái đoạn A là mi si si đô si la si, thì mình sẽ đổi lại là mi si son son la si la. Sao thang son son la si la, đổi mấy cái nốt cuối lại với nhau. Vậy là chúng ta đã xong cái phần đoạn B. Ok luôn ha. Rồi mình qua được khúc luôn đi, vài nốt nữa thôi. Điệp khúc. Mi la si đô đô, bỏ pha trưởng. Mi la si đô đô. Si đô rê phà. Si đô rê phà, ngay chỗ này bỏ rê thứ. Tiếp tục. Rê son la si si. Thứ này mình đợn trên đây nha các bạn. Mi la si đô đô nè. Si đô rê phà. Tiếp tục. Rê son son. Rê son la si si. Rê son la si si. Bỏ son trưởng chỗ này. Son la si mi. Bỏ đường trưởng chỗ này. Rồi đọc lại điệp khúc nha. Mi la si đô đô. Bỏ pha trưởng. Si đô rê phà. Bỏ rê thứ. Rê son la si si. Bỏ son trưởng chỗ này. Son la si mi. Bỏ đô trưởng chỗ này. Tiếp tục. Đô đô. Đô đô pha son la. Đô đô pha son la. Và cái chỗ này các bạn sửa lại nhờ. Đô 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 pha son la la. Đô pha son la la. Bỏ pha trưởng chỗ này. Mình hướng dẫn cho các bạn cái nốt sửa theo cảm âm thôi ha. Đô pha son la la. Bỏ pha trưởng chỗ này. La si la son. Bỏ mi bảy chỗ này. La si la son. Son thăng. Rồi. Mi re đô si đô. Mi re đô si đô. Rồi. Ở cái chỗ này thì chúng ta sẽ bỏ la thứ. Rồi các bạn chú ý nè. Chúng ta sẽ lặp lại hai lần như vậy. Nhưng lần thứ hai, cái câu cuối cùng chúng ta sẽ thay đổi nốt cuối. Mi re đô si đô, mình sẽ đổi là mi re đô si la. Có nghe thay đúng đô bằng nốt là xong, là cái xong phần điệp khúc. Rồi mình đọc lại phần điệp khúc cho các bạn ha. Mi la si đô đô. Pha trưởng. Si đô re pha. Rê thứ. Rê son la si si. Son trưởng. Son la si mi. Đô trưởng. Đô đô son. Đô pha son la la. Đô pha son la la. Pha trưởng chỗ này. La si la son. Mi bảy. Mi re đô si đô. Rồi lặp lại. Mi la si đô đô. Si đô re pha. Re son la si si. Đô son. Đô pha son la. Chúng ta sẽ có các phần độc tấu cái bài này, độc tấu cho các bạn nắm nha ha. Rồi. Hãy subscribe.
bật tốc. Ok. Trong quá trình đàn các bạn có thể theo thám thức ha. Rồi mình sẽ dẫn các bạn cái điểm hát bài này nè. Đây mình từng phần đi ha. Nó không bao nhiêu nhiều. Cái đầu tiên á thì các bạn có thể là bè một vài nốt kèm theo cái nốt giai điệu. À, đơn giản cái đó cách mình cách đơn giản. Các bạn thử nữa ha. Tìm đến chân trời mưa bình thường một thời giờ đã xa ngàn thương. Đó, cái đơn giản là mình sẽ cứ làm phiêu tiếng kèn giống với nốt giai điệu hoặc là ná mang mang theo là cái đơn giản nhất. Các bạn kết hợp với chạy cái nút đen để cho nó tạo ra cái giai điệu mà nó mềm hơn, mượt hơn. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau cứng hờ, để tiếng yêu gian vỡ giữa thời gian xóa mờ. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái nốt bè theo cái quãng 2 mình có cứ hướng dẫn các bạn rồi. Bây giờ thay nốt la thì chúng ta sẽ đi ngay nốt si. Si đối si là si. Nghe nó lạ hơn tí xíu, nó nghe hơi tây tí xíu. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tình yêu giang vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mai vô tình đến bây giờ nhìn ra hai đứa không còn nhau, nếu không còn nhau thì nằm nút si. Các bạn làm sao chúng ta sẽ chạy về át, có nghĩa là chạy về mi chứ không nhất thiết chạy phải chạy về si. Chúng ta có thể chạy về son thăng cũng được, nó nằm trong những cái nốt như này, mi son thăng si đây. Các bạn làm sao chạy trong gì trong bốn nốt này là cái phần chạy về át. Ví dụ nếu chạy về mi còn hai đứa không còn nhau, chúng ta có thể chạy dít dắt về mi không còn nhau, không còn nhau. Rồi cái câu này mình hướng dẫn các bạn luôn. Chúng ta sẽ chạy về từ bắt đầu từ nút rế, chạy về nút mi này. Các bạn viết nè, rế đô si la, si la son fa, rồi son fa mi rê mi. Hả? Chúng ta cứ chạy nè. Các bạn chú ý nè, cái này là hơi khó nha các bạn. Rế, chúng ta sẽ bắt đầu từ nút rế từ ngay phách 2. Rế đô si, chúng ta sẽ bỏ ba chạy ba nút ngón này. Rế đô si la. Cái ngón trỏ chúng ta sẽ bỏ qua, rê đô si la. Tiếp tục chúng ta sẽ bỏ ba ngón này tiếp tục, si la son fa y chang vậy đó, chạy móc xích rồi son fa mi rê mi vậy ha. Nó chạy sinh như thế mà, một như vậy, một hai ba bốn, một cho ta chạy dễ ác vậy ha. Hai đứa không còn nhau, sống luôn vội vã. Bây giờ mình lại đổi kiểu khác đi. Cuộc sống luôn vội vã. Chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật mới nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng ba ngón tay này. Đây, ba ngón này ha. Đó, cái kiểu, cái tiết tấu này. Thì ba ngón ha. Cuộc sống luôn vội vã. Đó, cái kiểu vậy đó. Sống nghĩa là lạ hơn, sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã hoàn thiệt mài. Bây giờ mình có cái hướng dẫn cái clip nào hướng dẫn các bạn cái cách này nè, rất nhiều cách để chúng ta có thể áp dụng vào cái này nè. Đó, chạy chạy quan tám các bạn, cái nó út ha. Mì mí phà phá son son la lá
xì xí đồ đố rề rế xì xí. Chúng ta bỏ hết mạnh rồi bắt chúng ta phải chạy hả? Bỏ mạnh, vừa bỏ hết mạnh hả? Chứ tại tại vì vẫn vậy, vì cái mục đích chúng ta chạy chạy nút là sao cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn muốn chạy dù mi thì chúng ta sẽ bắt đầu mi, các bạn muốn chạy dù rê chúng ta sẽ bắt đầu rê đó. Chúng ta quan tám lên thôi, bỏ phách mạnh chạy ha, bỏ phách mạnh ra, không đánh ngay phách mạnh nó mới đúng nhịp. Bum. Đó, mì tăng tăng, cái nút pha nó sẽ trùng với phách hai. Một chú bên nè, bỏ phách mạnh chúng ta chạy đi liền đó. Các bạn chú ý những cái kỹ thuật đó để chúng ta có thể áp dụng rất nhiều kỹ thuật để áp dụng vào ha. Rồi lại cái phần này ha. Sống luôn vơi vã từ bao nghẹt ngang, hương ca mệt mài. Đây, hương ca mệt mài, chạy cái này nên mệt mài. Các bạn nhớ này, chú ý cái gì gì thì hợp âm chúng ta phải là vẫn đi đầu, nó phải đúng hợp âm người ta mới hát được. Các bạn đánh hợp âm sai thì hát nó không có vào, nghe gì điều đó rất là kỳ. Các bạn chú ý phần đó ha. Dạ, qua đoạn B nè, cái khác cuộc sống luôn vơi vã vơi bao nghiệt ngã, nhưng ta miệt mài. Thật sai làm mất phần mái khung trời đó vừa theo lúc đầu ngày tháng thơ mong đó cùng niềm vui nói rằng nên người làm biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Rồi các bạn chú ý này, rồi xong qua điệp khúc chúng ta sẽ đem một tiết tấu đi để đổi kiểu khác ha. Lấy cái tiếng piano hay guitar gì đó thì đâu cũng được. Các bạn thấy tấu đánh vậy. Thôi ta đã lỡ, đừng ngờ ta. Rồi, chúng ta sẽ đánh ngay chỗ vị trí phách 2. 1, 2. 1, 2. Và chúng ta sẽ đánh ngay vị trí sao 3. Nó ra ra tiếng tấu như thế này các bạn. Đánh 1, 2, 3 đánh. Có nghĩa đánh giữa 3, 4. Giữa phách 3, phách 4. Nó ra tiếng tấu như thế này các bạn nghe thử nè. Chất bừng chất, 1 2 3, 2 3 tà đánh nghe tà, 1 2 3 tà. Đã, nó sẽ ra cái phần điện, cái phần điệp khúc cho sẽ đẹp như thế này. Thì thôi tan đã lỡ, nó kiểu là như vậy, các bạn đánh vô. Thì thôi tan đã lỡ, nơi xa bến bờ. À, lại cái ngay. Rồi tiếp tục. Thì thôi ta đã hát cho nhau sẽ về. Mùa xuân này đã chết vẫn phải nao nề. Gửi vào tiếc nuối ghi khắc tên người gợi mãi trong đêm buồn. À, rất là sang. Các bạn đánh dài phách 2 và giữa 3-4 nghe rất là hay. Rồi, như vậy đại khái là những cái đó là những cái thao tác rất căn bản để chúng ta áp dụng vào một cái bài. Và nó rất là nhiều kỹ thuật các bạn. Bài này cũng rất hay. Chúng ta sẽ tạm dừng bài tại đây ha. Rồi cái phần mà get out thì chúng ta sẽ làm lại intro lại xong get out được rồi. Các bạn tập 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 từng thủ thuật cho quen đi. Vậy ha. Rồi, bye bye, chúc các lớp sức khỏe nha. Cố gắng hoàn thành bài.
Để nhớ một thời ta đã yêu rất hay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và nhớ đăng ký để xem những clip hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh Được Sơ. Các mọi video thắc mắc các bạn gọi trực tiếp cho Trần Khánh qua số điện thoại là 01222 621 622 nha. Chúc các bạn thành công và Trần Khánh luôn luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường âm nhạc của các bạn. Rồi, cảm ơn cả lớp. Bye bye.